Theo tiết lộ của biên kịch và nguyên tác, phim Khánh Dư Niên 2 sẽ có kết thúc bằng việc cặp đôi chính kết hôn. Hiện Khánh Dư Niên 2 đang là bộ phim truyền hình Trung Quốc được khán giả quan tâm. Phim liên tiếp lập nhiều kỷ lục về cả rating, các chỉ số nhân vật. Trong các tập phim mới, phim vẫn tập trung phát triển tình tiết xoay quanh nam chính Phạm Nhàn, đặc biệt thì mối tình Phạm Nhàn Lâm Uyển Nhi được khán giả quan tâm. Trước đó thì người xem có phần chán nản vì vai diễn của Lý Thấm khá ít đất diễn trong phim, cách xây dựng nhân vật cũng không thú vị, thậm chí là nhạt nhòa. Điều người hâm mộ quan tâm hiện tại là sau cùng mối tình của cặp đôi có đơm hoa kết trái hay không. Theo tiết lộ của biên kịch Vương Quyền, đạo diễn của phim, Phạm Nhàn và Lâm Uyển Nhi sẽ kết hôn, hai người trao nhau lời thề nguyện cảm động. Cuối cùng sau mọi thăng trầm, cặp đôi cũng đến được với nhau. Đồng thời thì biên kịch Vương Quyền cũng tiết lộ phim sẽ kết thúc ở phần 3, không cần đợi 5 năm sau mới ra mắt như Khánh Dư Niên 2 vì anh đã viết xong kịch bản. Còn trong nguyên tác thì Phạm Nhàn có tất cả 5 người phụ nữ, Lâm Uyển Nhi là chính thê và có một con trai với Phạm Nhàn. Ngoài ra thì Phạm Nhàn còn có 2 người con với 2 người phụ nữ khác là Tư Tư và Đậu Đậu. Nhưng trong phần 1, ngoại trừ mối tình với Lâm Uyển Nhi thì các mối tình còn lại đều bị lược bỏ. Cho đến hiện tại, việc phát triển tình cảm của các nhân vật vẫn chưa được thể hiện rõ nét. Tuy nhiên, một điểm trùng khớp giữa nguyên tác và kịch bản đoàn phim xây dựng là cặp đôi chính đến được với nhau. Có thể để tạo tính bất ngờ mới mẻ cho khán giả, đoàn phim sẽ lược bỏ đi chuyện tình của nam chính với các phụ nữ khác, một mặt nhằm giảm các tình tiết rườm rà cho tác phẩm, mặt khác giúp khán giả tập trung vào chuyện tình của cặp đôi chính nhiều hơn. Bản tin của chúng mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.